cả các bạn, cô là Như Quỳnh đến từ English Tactics và chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi video giúp các bạn chữa bài tập ở trong sách giáo khoa chương trình lớp 8. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài học tiếp theo, đó chính là bài học số 8, English Speaking Countries. Bài số 8 của chúng ta, English Speaking Countries, thì trong video này cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên, đó chính là phần Getting Started các bạn nhé. Hãy bắt đầu với hoạt động thứ nhất, đó chính là Listen and Read. Ở đây chúng ta lại có một bài khóa về chủ đề là English Speaking Countries. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem, chúng ta cùng nghe qua một chút về nội dung bài khóa này và sau đó cũng sẽ giúp các bạn giải nghĩa nha. So are you guys ready? Let's get started. Unit 8. English Speaking Countries. Page 16. Getting Started. Activity 1. Listen and read. How's your international summer camp going, Fom? Awesome. Just awesome. You sound so happy. What do you like about it? It's hard to say. Everything's wonderful. The friends I've made, the places I've visited, the activities. Oh, your English has improved a lot. Absolutely. I use English every day with people from different countries. Where are they from? Everywhere. Places like India, Canada. English is also an official language here in Singapore. Right. Have you made any friends from English-speaking countries? I'm in a team with two boys from Australia and a girl from the USA. Do you have difficulty understanding them? I found it difficult to understand them at first. Perhaps it's because of their accent, but it's okay now. It's great that you can practice English with native speakers. When are you back? Our camp closes on July 15th, and I take the night flight home the same day. Looking forward to seeing you then. Enjoy. I will. Thanks. Bye. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi qua về phần nghĩa của bài khóa này nha. Bài khóa của chúng ta có tên gọi là How's your summer camp? Cái trại hè của bạn thì đang như thế nào rồi? Mình đi từng câu một nhé. How's your international summer camp going, Fom? Ở đây bạn Nick đang hỏi là trại hè quốc tế của bạn thì đang diễn ra như thế nào rồi, Fom? Đó, bạn Fom trả lời là awesome, just awesome. Rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. You sound so happy. What do you like about it? Bạn nghe có vẻ rất là vui. Bạn thích điều gì ở cái chương trình trại hè như thế này? It's hard to say. Tôi cũng không biết nữa. Everything's wonderful. Mọi thứ đều rất tuyệt vời này. The friends I've made, the places I've visited, the activities. Mọi thứ thì đều rất là tuyệt vời. Những người bạn mà tôi đã làm quen, những người mà tôi đã đến thăm và những cái hoạt động nằm xa xa đấy. Và bạn nên hỏi là oh, your English has improved a lot. Tiếng Anh của bạn đã được cải thiện hơn rất là nhiều rồi. Absolutely. I use English every day with people from different countries. Tất nhiên rồi, chắc chắn rồi. Tôi đã sử dụng tiếng Anh hàng ngày. Mình đã sử dụng tiếng Anh hàng ngày để nói chuyện với những bạn mà đến từ các đất nước khác. Where are they from? Các bạn đó đến từ đâu vậy? Everywhere. Mọi nơi. Places like India, Canada. English is also an official language here in Singapore. Rồi, những cái nơi như là Ấn Độ này hay là Canada này thì tiếng Anh cũng là cái ngôn ngữ chính thức ở Singapore. Right, have you made any friends from English speaking countries? Đúng rồi, thế thì bạn có kết bạn được với những bạn ở đến từ các cái đất nước nói tiếng Anh hay không? I'm in a team with two boys from Australia and a girl from the USA. Mình cùng đội với một bạn, hai bạn đến từ Úc, hai bạn nam đến từ Úc và một bạn nữ đến từ Mỹ. Do you have difficulty understanding them? Bạn có gặp khó khăn khi mà giao tiếp, khi mà hiểu các cái bạn đó không? I found it difficult to understand them at first. Perhaps it's because of their accent, but it's okay now. Ban đầu thì tôi thấy hơi khó một chút để có thể hiểu, nhưng có lẽ là bởi vì do cái giọng của họ hơi khác này. Nhưng mà bây giờ thì mọi thứ đều tốt rồi, ổn rồi. It's great that you can practice English with native speakers. When are you back? Thật là tốt khi mà bạn đã có cơ hội để làm sao đây? Có thể luyện tập tiếng Anh với người bản xứ, đúng không nào? Và where are you? When are you back? Và khi nào thì bạn quay trở lại đó? Our camp closes on July 15th and I'll take the night flight home the same day.
Rồi, cái trại hè của chúng mình thì sẽ kết thúc vào cái ngày 15 tháng 7 và đêm ngày hôm đấy thì mình cũng sẽ bắt chuyến bay đi về nhà luôn. Looking forward to seeing you then. Enjoy. Rất là mong đợi được gặp bạn đó. Tận hưởng đi nhé. I will. Thanks. Bye. Chắc chắn rồi. Cảm ơn nhé. Tạm biệt. Đó, thì đấy là toàn bộ về cái nội dung ở trong cái bài số 1 của chúng ta. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm một chút các cái bài tập ở trong sách để chúng ta khai thác cái nội dung bài đọc này các bạn nhé. Rồi. Bài tập của chúng ta như sau. Find a word or an expression from the conversation which you use when you... Rồi. Ở đây chúng ta sẽ phải tìm một từ hoặc một cụm ở trong đoạn hội thoại vừa rồi. Và những cái từ hay là những cái cụm từ này thì mình sẽ dùng khi mà... thứ nhất này. Think something is wonderful. Mình thấy cái điều gì đấy rất là tuyệt vời. Hai là agree with somebody. Đồng ý với ai đấy. Ba là cannot decide, không thể quyết định được. Và cuối cùng, I'm not sure about something, không thể chắc chắn được một cái điều gì đấy. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm cái từ này ở trong bài đọc các bạn nhé. Rồi, cái từ đầu tiên của chúng ta là gì đấy ạ? Think something is wonderful. Thấy một cái điều gì đó là tuyệt vời thì chúng ta cùng tìm nào. How's your international summer camp going from? Awesome, just awesome. Bây giờ chúng ta đã nhìn thấy ngay cái từ này, đúng không nào? Từ này của cô đó là từ awesome các bạn nhé. Awesome có nghĩa là rất tuyệt vời. Awesome, rất tuyệt vời này. Từ số 2 này, agree with somebody. Chúng mình đồng ý với một ai đó. Vậy khi mà mình đồng ý với ai đó thì chúng ta có từ gì đây? You sound so happy. What do you like about it? It's hard to say, everything's wonderful, the friends I made, the places, da 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 da. Chưa có gì lắm, đúng không nào? Oh, your English has improved a lot. Tiếng Anh của bạn cải thiện rất là nhiều. Absolutely. Chắc chắn rồi, tất nhiên rồi. I use English every day with people from different countries. Thế đây chúng ta thấy ra được một cái cách diễn đạt để thể hiện cái sự đồng tình của chúng mình đối với người khác. Đó chính là cái trạng từ absolutely. Chắc chắn, tất nhiên. Absolutely. Ok, thì đây là cái từ của chúng ta. Tiếp theo này, các bạn có từ gì? Cannot decide. Không thể nào mà quyết định được. Không thể nào quyết định được thì chúng ta có từ gì đây? Ở đây người ta hỏi là gì? Bạn thích cái điều gì nhất? It's hard to say. Tôi cũng không biết nữa. Bởi vì mọi thứ đều rất là tuyệt vời. Thế ở đây chúng ta có một cái cụm đó là it's hard to say. Các bạn nhá. It's hard to say. Có nghĩa là cannot decide. It's hard to say. Rồi. Tiếp tục cô có gì? I'm not sure about something. Không chắc chắn về cái điều gì đấy thì chúng ta có cái từ gì? Mình cùng nhìn nhá. Ok, mình sẽ có là gì? Do you have difficulty understanding them? Bạn có gặp khó khăn trong cái việc mà hiểu họ hay không? I found it difficult to understand them at first. Perhaps it's because of their accent, but it's okay now. Có lẽ là do, là bởi vì là cái giọng của người ta. Đúng không nào? Nhưng mà bây giờ thì ổn rồi. Thế thì chúng ta có thêm một cái từ nữa ở đây. Đó chính là từ perhaps nha. Perhaps, các bạn nhìn nhá. P-E-R-H-A-P-S. Được chưa nào? Perhaps của cô có nghĩa là có lẽ rằng là, có lẽ rằng là, tức là mình đang không chắc chắn về một cái điều gì đấy, đúng không nào? Thì chúng ta sẽ sử dụng cái từ perhaps. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem nhá. Awesome, just awesome này. Chính xác rồi này. Câu số 2 là gì đấy ạ? Absolutely. Absolutely. Ngoài ra cái cách đồng tình nữa thì chúng ta có thêm cái từ right. Right. Đúng rồi đấy. Tiếp tục này, các bạn nhìn nhá. Cô có từ it's hard to say. Okay. No, it's hard to say. Và tiếp theo cô có từ perhaps. Xem có đúng không nhá. Chính xác là từ perhaps luôn. Thì đây là một số những cái từ vựng mà các bạn cần lưu ý nhá. Alright, let's move on to our next exercise. Mình cùng đi tiếp các bạn nhá. Tiếp theo mình có bài tập như sau. Read the conversation again and answer the questions. Bây giờ chúng ta sẽ phải đọc lại cái đoạn conversation vừa rồi và chúng ta phải trả lời câu hỏi ở bên dưới. Câu hỏi đầu tiên, where is Phong now? Hiện tại thì Phong đang ở chỗ nào đây? Chúng ta nhìn này. How's your international summer camp going? Cái trại hè quốc tế của bạn như thế nào rồi? Awesome, just awesome. Rất là tuyệt vời. Tức là bạn ấy vẫn đang ở cái trại hè quốc tế, đúng không nào? Thế thì mình sẽ nói rằng là gì? So Phong. Phong is at an international summer camp. Và cái international summer camp nó ở đâu các bạn? Cái camp này nó ở đâu đây?
English is also an official language here in Singapore. Tiếng Anh cũng là một cái ngôn ngữ chuẩn, đúng không? Một ngôn ngữ chính thức ở tại đây, ở Singapore. Thế thì cái summer camp của chúng ta là in Singapore. Nào. Câu số 2. Where do the campers come from? Những cái bạn mà đi cắm trại này thì đến từ đâu? Mình cùng xem nhé. Okay, I use English every day with people from different countries. No, where are they from? Everywhere, places like India, Canada, da 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 da. Là có rất là nhiều, vậy thì họ đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, đúng không nào? Đến từ những quốc gia khác nhau. Thì mình sẽ trả lời gì? Trả lời là they, right? Ở đây cô dùng từ they để thay thế cho the campers các bạn nhé. They come from different countries. Họ đến từ những nước khác nhau. Rồi. Tiếp theo có là gì? What has Phong done so far? Rồi, Phong đã làm được những cái việc gì rồi khi mà ở cái trại hè này? Chúng ta cùng nhìn nào. Okay. It's hard to say. Everything's wonderful. The friends I've made, the places I've visited, the activities he've done. Okay. Thì mình sẽ có là anh ta đã kết được bạn rồi này. He's made friends. He has made friends. He has visited the places, some places, and he also has done some activities, right? Thế thì chúng ta sẽ có là gì đây? So he has made friends. He has made some friends. Kết bạn này. He has made some friends. He has visited some places. Và cuối cùng là done some activities. Làm một số những cái hoạt động á. Rồi, câu số 3. Why has he been able to improve his English? Vì sao mà bạn này có thể cải thiện được cái tiếng Anh của mình? Đó, chúng ta cùng nhìn nào. Vì sao đây? Okay. Oh, your English has improved a lot. Absolutely, because I use English every day with people from different countries. Vì bạn này làm sao? Đã sử dụng tiếng Anh hàng ngày để nói chuyện với những bạn đến từ đất nước khác. Thế mình có luôn một cái lý do rồi. Because he uses English every day with people from different countries. Tiếp theo, who are in the same team with Phong? Ai ở trong cùng nhóm với Phong? Mình có là gì đây? Have you made any friends from English speaking countries? I am in a team with two boys from Australia and a girl from the USA. Hai bạn nam đến từ Úc và một bạn nữ đến từ USA. Okay, so we have two boys from Australia and one girl and a girl from the USA. Đến từ Mỹ, đúng không nào? When can Nick see Phong? Khi nào thì Nick có thể gặp lại được Phong? Chúng ta cùng xem đoạn cuối nha. Our camp closes on July 15 and I take the night fly home the same day. Tức là bạn ấy sẽ bay về cái trại hè nó sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 7 và bạn ấy cùng cái ngày hôm đấy thì cũng sẽ bắt cái chuyến bay đêm về rồi. Thế thì chúng ta có thể viết là hai bạn này có thể gặp nhau vào ngày 15 tháng 7 nha. So, Nick can see Phong on July 15. Rồi, đây chính là cái câu trả lời mà chúng ta cần đưa cho cái bài đọc này các bạn nhé. So, do you understand this enough? Yes, okay. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng sang cái phần tiếp theo cho cô nào. Phần tiếp theo của cô là gì? Complete the sentences with words and phrases from the box. Chúng ta hãy hoàn thành câu với những cái từ ở trên bảng. Thì đầu tiên chúng ta cùng đi những từ này là từ gì các bạn nhé. Cô có đầu tiên native speakers. Native speakers có nghĩa là người bản xứ. Đây xin nào, người bản xứ. Câu số 2, official English language. Official language có nghĩa là ngôn ngữ chính thức. English speaking countries là những quốc gia, những đất nước nói tiếng Anh. The USA là nước America, là nước Mỹ, đúng không nào? USA là viết tắt của United States of America. Tiếp tục cô có từ là summer camp, trại hè, và cuối cùng là từ accent. Vậy thì accent có nghĩa là giọng nói các bạn nhé. Ví dụ như chúng ta tiếng Việt thì chúng ta có giọng miền Bắc, giọng miền Nam, giọng miền Trung, right? Thì tiếng Anh nó cũng có nhiều giọng như vậy và người ta gọi đó là accent.
Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau điền từ các bạn nha. Câu số 1. Last year I had a wonderful time at a chấm 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 in Britain. Năm ngoái thì tôi đã có một khoảng thời gian rất là tuyệt vời ở đâu? Tại tại Anh đây các bạn. Britain ở đây cũng có nghĩa là Anh nhá. Chúng ta cần phải điền một cái từ loại là danh từ, right? Và danh từ này thì là chỉ địa điểm các bạn nhá. Vậy thì chúng ta có là từ gì đây? Chính xác từ summer camp. Rồi. Tôi đã có một khoảng thời gian rất là tuyệt vời tại cái trại hè ở Anh. Tiếp tục này, the USA, the United Kingdom and New Zealand are all. Rồi, nước Mỹ, nước Anh và nước New Zealand thì đều là gì hả các bạn? Chính xác rồi, phải là English speaking countries, đúng không nào? Những quốc gia nói tiếng Anh. Tiếp theo, Australians are chấm 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 of English because they use it as their mother tongue. Rồi, mother tongue có nghĩa là tiếng mẹ đẻ các bạn nhé. Người Úc thì là cái gì gì đấy, tiếng Anh, bởi vì họ dùng nó như là ngôn ngữ mẹ đẻ. Thì người Úc là người, yeah, người nói, người bản địa, đúng không nào? Người nói bản địa, người bản xứ thì chúng ta có từ là native speakers of English. Tức là những cái người bản xứ mà sử dụng tiếng Anh. Và tiếp theo câu số 4 chấm 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 is in the midnight of America. Cái gì đấy thì ở cái vùng Bắc ở nước Mỹ nào các bạn? Ừ. Gì đây nhỉ? À sorry, châu Mỹ nhá. America ở đây mình dịch là châu Mỹ các bạn nhá. Đó chính là nước gì đây? Rồi, nước Hợp Trung Quốc, Hoa Kỳ, đúng không nào? Tiếp theo, usually people from different parts of a country speak their language with different. Rồi, thông thường thì những người, mọi người mà đến từ những cái vùng khác nhau ở trong một cái quốc gia thì sẽ làm sao đây? Sẽ nói với những cái gì khác nhau đây các bạn? Với cái official language hay là cái accent? Phải là cái accent đúng không? Với những giọng khác nhau. Và câu cuối cùng, English is an official language in countries like India, Malaysia and Singapore. Tiếng Anh là cái ngôn ngữ chính thức ở một số những cái đất nước như là Ấn Độ này, Malaysia hay là Singapore. Vậy thì đây chính là cái đáp án của cô. All correct. Chúng ta đi tiếp nhé. Rồi, bài tập này người ta yêu cầu gì đấy ạ? Put the names of the countries under the flags. Chúng ta hãy cho những cái tên của những quốc gia này vào cái quốc kỳ phù hợp, đúng không? Thế thì chúng ta có cái cờ đầu tiên là các bạn. Rồi, cờ đầu tiên mình cũng rất là hay nhìn thấy, đúng không nào? Trên TV hay là trên trong các cái chương trình nước ngoài thì chúng ta có biết ngay đây là cờ nước Mỹ nha, the USA. Tiếp tục nào, ở đây cô có là cờ gì đây các bạn? New Zealand, Singapore, Canada, Australia hay là the United Kingdom? Rồi, chính xác đây sẽ phải là the United Kingdom, đúng không nào? Vương quốc Anh của chúng ta. Tiếp theo cờ số 3, các bạn nhìn thấy cái quốc kỳ của nước gì đây các bạn? Singapore, đúng không nào? Cũng một nước ở châu Á này. Tiếp theo chúng ta có là gì? Rồi, ở đây ba cái này thì cô có cái cờ này và cờ này là hơi giống nhau một tí, tạm thời bỏ lại nhá. Còn cái cờ này nào, chúng ta nhìn thấy rõ một cái biểu tượng lá phong, đúng không nào? Vậy thì biểu tượng lá phong thì nó là của nước nào đây các bạn? Chính xác, nó sẽ là của nước Canada. Đấy, Canada. Rồi, vậy thì các bạn quan sát cho cô bên tay trái. Rồi, ở đây cô có là cái cờ, một cái góc cờ Anh ở phía bên trái này. Và sau đấy chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ngôi sao. Sao cái ngôi sao ở đây và ngôi sao ở đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 cánh, 8 cánh. Để cô đếm lại đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 cánh thôi các bạn ạ. Thế thì ở đây chúng ta có gì đây? Rồi, đây chính là nước Australia các bạn nhé. Nước Australia chúng ta nhớ là sẽ có 6 ngôi sao. Và ngôi sao này là ngôi sao 7 cánh. Và nước cuối cùng của chúng ta sẽ là nước New Zealand. New Zealand. Rồi, đó chính là New Zealand. Thì New Zealand nó chỉ có 4 sao và sao chỉ có 5 cánh thôi. Thì sao này thì là sao màu đỏ các bạn nhé. Thế bây giờ chúng ta cùng xem lại nào, đất nước của cô nào. Rồi, cô có nước Mỹ là gì các bạn? Chính xác là the USA, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, United States of America. Số 2, the United Kingdom, Vương quốc Anh. Tiếp theo nào, các bạn đọc lại từ này cho cô là very good, Singapore. Tiếp tục nào, cô có nước Úc là okay, nice, Australia. Tiếp theo nào, Canada. Mình đừng đọc cái này là Canada giống tiếng Việt nhá, mình sẽ đọc là Canada. And the last one is New Zealand. Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong phần đầu tiên Getting Started ở trong Unit 8 English Speaking Countries. Hy vọng các bạn thấy cái video này hữu ích. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye.